Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay, nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số. Như thường lệ, đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thường cũng có một số tài liệu thường muốn chia sẻ với các bạn, và nhất là tài liệu liên quan đến Trung Quốc ngày hôm nay cũng khá tốt. Và trước khi bắt đầu thì cũng như thường lệ, các bạn nhấn nút thích, hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những tin mới nhất, và hãy chia sẻ video này để các bạn khác kiếm được tài liệu này dễ dàng hơn. Chúng ta nhìn vào thị trường ngày hôm nay thì các bạn đã thấy được là phần đồng đã đi xuống nhưng mà không có nhiều. Sau cái sự tăng trưởng ngày hôm qua, chúng ta thấy là những đồng như Bitcoin xuống 1,3%, Ethereum xuống 2,1%, Ripple không tới 1%, Bitcoin Cash là 1,5%, đi xuống, EOS là xuống gần như 2%. Chúng ta thấy là tuy đã đi xuống nhưng mà cái con số không đáng kể. Chúng ta nhìn vào thì cũng có một số đồng khá nổi bật ngày hôm nay, đó chính là đồng Tether Token đã lên 43% và đồng Golem đã lên 21,5%. Thì trước hết là đồng Golem, thì các bạn cũng đã biết là chúng ta cũng đã nói tới đồng Golem ở trên cái channel YouTube này, là một cái đồng mà họ cho phép các bạn mua hay là bán sức mạnh tính toán ở trong cái một mạng lưới phi tập trung. Nghĩa là nếu như các bạn có máy vi tính, có tốc độ của cái máy đó các bạn không có xài, thì các bạn có thể bán cái tốc độ đó lên trên mạng lưới của Golem. Hoặc là ngược lại, các bạn có nhu cầu để mà mua tốc độ máy tính để mà làm bất cứ việc gì đó, hay là render video, làm hoạt hình chẳng hạn, thì các bạn cần cái tốc độ máy tính mạnh, các bạn có thể lên mạng lưới của Golem để mà mướn tốc độ máy tính từ người khác, và tất cả đều thanh toán thông qua đồng Golem. Cho nên đây là một đồng mà cũng được nhiều người biết tới. Thì đồng này đã có một số tài liệu gần đây, nhất là liên quan tới những lời phát biểu của John McAfee. Các bạn đã biết là John McAfee là một người mà thường hay phát biểu rất nhiều và rất hay rồi thích đoán giá. Tuy nhiên là mỗi lần ông ta đoán giá, ông ta không đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy là tại sao ông ta lại có cái giá này, ngoại trừ là ông ta chỉ nghĩ là con số này sẽ đạt được trong thời gian tới đây. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn, và tôi cũng đã nói tới cái tên khoảng chừng vài ngày, thì một trong những điều mà ông ta đoán giá từ đây tới tháng 7 là đồng Golem. Ông ta nghĩ là đồng Golem sẽ lên tới cái giá là $3 cho một đồng Golem. Chúng thấy được là đồng Golem thì bây giờ là chỉ có là 66 xu, có nghĩa là cái khoảng cách giữa đó lên tới $3 là gần như là 6 lần. Hiện bây giờ đồng Dogecoin thì bây giờ là ông ta nói là từ đây tới giữa tháng 7 là giá cả có thể lên tới là 2 đồng 50 cent. Đồng Bizerb ông ta nói là có thể lên tới là 84 cent giữa tháng 7. Đồng Bitcoin Private ông ta nói là sẽ qua cái mức là $200 từ đây cho đến cuối tháng 7. Và đặc biệt là ông ta nói đồng EOS sẽ lên tới con số là $36 từ đây đến cuối tháng 7. Chúng ta biết đồng EOS là một đồng mà đã tăng khá nhiều trong thời gian gần đây, tại vì họ đã có nhiều tin tức tốt liên quan tới là họ muốn đưa ra cái mạng lưới chính thức. Và chúng ta nhìn vào thì đồng EOS hiện bây giờ là chỉ có 12 cent, có nghĩa là phải gấp 3 lần từ đây đến cuối tháng 7, nghĩa là còn khoảng chừng là không có nhiều thời gian nữa trong vòng 2 tháng. Chúng ta nhìn vào thực sự mới nói là những cái lời đoán giá này các bạn không cần phải quan tâm nhiều, các bạn coi như đây là đoán giá cho vui, tại vì John McAfee các bạn có biết là thường hay phát biểu rất là nhiều và không đưa ra dẫn chứng như thường cũng đã nói tới. Một đồng nữa mà hôm nay cũng tăng khá nhiều chính là đồng Tether Token. Thì đồng Tether Token này là một đồng mà đứng hạng thứ 78 hiện bây giờ, và đồng này vốn hóa cũng khá thấp là khoảng 183 triệu. Đây là một dự án mà họ muốn tạo ra một cái mạng lưới như là mạng lưới của YouTube, nhưng mà đây sẽ là một mạng lưới YouTube phi tập trung. Thì người này là Steve Chen, là người mà đồng sáng lập ra YouTube trước đây hồi năm 2005, và đây là cũng là một người mà đang nằm ở trong cái đội phát triển của đồng này. Thì cái điều mà họ muốn nói đây là chúng ta biết là càng ngày thì cái chất lượng video càng cao. Bây giờ chúng ta đã có những video 4K chẳng hạn, thì càng ngày chất lượng video càng cao, cái sự mà nhu cầu của người tiêu dùng muốn xem video chất lượng cao ngày lại càng nhiều. Cho nên chúng ta thấy là khi mà video chất lượng cao thì cái nơi mà cần phải lưu trữ video đó là phải tốn rất là nhiều dung lượng,
và nhất là những cái công ty tập trung như là YouTube thì càng ngày càng khó khăn để mà có thể là giữ được nhiều video mà chất lượng cao trên mạng lưới của họ, và họ phải tốn rất nhiều tiền để mà lưu trữ những video này và có thể làm những video mà hoạt động khi các bạn bấm vào để mà xem. Thì cái giải pháp cho cái việc này đó chính là làm cho một mạng lưới phi tập trung để có thể là lưu trữ những cái video này và có thể là chạy những cái video này hiệu quả hơn. Và đây là điều mà Đồng TM muốn làm hiện bây giờ. Đây là một dự án mà thường không có theo dõi. Và hôm nay Thuận cũng mới đọc sơ sơ tài liệu của dự án này. Tại vì hôm nay là đây là một trong những đồng nổi bật ngày hôm nay Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta nhìn vào vốn hóa thị trường thì chúng ta thấy là phần trăm của đồng Bitcoin không thay đổi là khoảng 39% hiện bây giờ. Chúng ta thấy là sau khi mà cái đợt tăng trưởng ngày hôm qua, các bạn thấy được là vốn hóa đã đi hàng ngang từ ngày hôm qua tới bây giờ, sau khi mà chúng ta đang thấy là vốn hóa xuống cái mức thấp nhất cách đây vài ngày là khoảng 303 tỷ và đã lên tới cái mức là khoảng 329 tỷ. Bây giờ chúng ta thấy là khoảng 327 tỷ thì cũng tương đương như là ngày hôm qua. Không có nhiều thay đổi hiện bây giờ. Chúng ta nhìn vào biểu đồ thì cũng tương đương, các bạn đã thấy được là Bitcoin đã không xuống cái mức là 7.000 đô, thấp nhất là khoảng chừng là 7.070 đô chúng ta nói tới ngày hôm qua, và sau đó đã được đẩy trở lên. Và hôm nay chúng ta thấy là đã đi xuống một phần. Như chúng ta biết là cao nhất trong vòng 2 ngày vừa qua là khoảng 7.547 đô la, bây giờ là 7.353 thì cũng tương đương như ngày hôm qua, không có nhiều khác biệt. Và chúng ta thấy là chúng ta phải tiếp tục để mà chờ thêm tài liệu, và Bitcoin có phải đây là một cái sự hồi phục lâu dài hay là không, chúng ta vẫn chưa thể nào mà xác nhận được. Tại vì chúng ta thấy là hiện bây giờ là Bitcoin vẫn còn là trong cái xu hướng đi xuống ngắn hạn, hiện bây giờ vẫn chưa có thể phá được. Và nếu như đi trở xuống thì chúng ta hy vọng là cái vùng mà 6.500 tới 7.000 là một cái vùng mà có thể hỗ trợ đồng Bitcoin, và đây là lần thứ ba nếu như Bitcoin đi xuống là chạm vào cái vùng đó. Chúng ta cũng đã nói tới điều này rất nhiều lần. Tóm lại bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ để coi cái phản ứng thị trường ra sao. Một số bạn đã hỏi Thuận dạo này có tin tức gì liên quan tới đồng Bybit là không, thì hôm nay có một tin tức tốt được đưa ra. Thì đồng Bybit đã cuối cùng đã được lên trên một cái sàn lớn là sàn HitBTC, thì sẽ bắt đầu là họ sẽ bắt đầu có thể là được giao dịch trên sàn này là ngày 7 tháng 6, nghĩa là còn khoảng 7 tới 8 ngày tới đây. Những bạn nào mà đã tham gia ICO này thì cuối cùng cũng có được một tin tức tốt liên quan tới là giao dịch trên sàn nào hiện bây giờ. Kế đó nữa là đồng Storm. Thì đồng Storm các bạn có đã biết đây là một cái đồng mà các bạn có thể là làm những cái việc nhỏ trên mạng, giả sử như là các bạn có thể là giúp người khác thống kê một số câu hỏi, hay là các bạn có thể trả lời một số câu hỏi ở trên mạng, và các bạn có thể là được thưởng tiền trên mạng bằng cách là trả lời những câu hỏi đó, hay là làm những việc nhỏ trên mạng để mà hưởng được cái số tiền này là họ sẽ trả vào mạng lưới của đồng Storm. Thì đồng Storm này họ sẽ có được một cái ứng dụng ở trên Apple, nhưng mà bây giờ là ứng dụng này họ vẫn còn đang ở trong cái tình trạng là thử nghiệm, thì bây giờ là phiên bản beta, thì bây giờ họ chưa có phiên bản chính thức. Nhưng mà đây là cũng là một điều tốt đối với cái dự án này. Tôi biết có một số bạn cũng quan tâm tới đồng Storm này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số tin tức lớn ngày hôm nay. Trước hết chúng ta hãy nói về tin tức mà nhiều người nói tới, đó chính là liên quan tới Trung Quốc. Tin tức này là liên quan tới cái lời phát biểu của Tổng thống của Trung Quốc ở trong một cái cuộc hội nghị hàng năm liên quan tới những vấn đề như là khoa học. Thì cái điều mà ông ta nói ngày hôm nay là liên quan tới cái cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thì ông ta nói là có ba cái yếu tố có thể dẫn tới cái sự mà tăng trưởng của công nghệ 4.0 sau này. Thứ nhất là họ gọi là Internet of Things, chúng ta có thể gọi là vạn vật Internet. Thứ nhì nữa chính là trí tuệ nhân tạo, và thứ ba chính là blockchain. Thì chúng ta thấy là đã không có gì nghi ngờ nữa, Trung Quốc rất là muốn tiến tới để mà trở thành những nước đứng đầu ở trong công nghệ này. Chúng ta đã biết là cách đây mấy tháng là đã có nhiều tin tức được đưa ra là có rất nhiều công ty đã đầu tư vào blockchain ở trong Trung Quốc. Thường có đưa ra một cái thống kê là chúng ta thấy là hầu như công ty lớn nào ở Trung Quốc cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để mà đầu tư vào công nghệ này. Và thứ nhì nữa là cách đây khoảng chừng vài ngày Thường đã chia sẻ tin tức là chính phủ Trung Quốc đã ra thông báo chính thức là họ rất là gấp rút để mà tìm hiểu công nghệ này, và họ muốn phát triển mạnh từ đây đến cuối năm. Và bây giờ chúng ta cũng đang nhận được tin là Tổng thống Trung Quốc cũng đã lên tiếng về blockchain. Thì tôi cảm thấy là cái sự mà chấp thuận blockchain và muốn phát triển mạnh của Trung Quốc là không gì gọi là nghi ngờ. Cái điều mà chúng ta không nghe nói tới chính là tiền kỹ thuật số, và các bạn cũng đã biết là công nghệ blockchain và tiền kỹ thuật số thì có cái mối gắn liền với nhau rất là mạnh hiện bây giờ, nhất là liên quan tới công nghệ blockchain công cộng. Những cái dự án đó là cần phải có tiền kỹ thuật số. Thì chúng ta đã biết là Trung Quốc đã cấm sàn giao dịch và cấm ICO,
Nhưng mà Thuận có lòng tin là trong thời gian tới đây, không biết là khi nào, nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, một ngày nào đó nếu như các bạn nhận được tin là Trung Quốc chấp nhận để giao dịch tiền kỹ thuật số một lần nữa thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với giá cả hiện bây giờ. Và điều mà Thuận muốn nói với các bạn là theo ý nghĩa của Thuận là sau này Trung Quốc có thể là chấp nhận mở cửa để mà chào đón tiền kỹ thuật số một lần nữa. Nhưng mà khi đó họ sẽ có một cái sàn riêng của họ, có thể là sàn đó là tự chính phủ làm ra hay là một số công ty phải chấp thuận cái việc mà làm việc với chính phủ và phải chịu cái sự quản hạt của chính phủ rất là chặt chẽ khi mà họ mở sàn ở Trung Quốc. Và có thể là chỉ có một số đồng nào đó chấp nhận để được giao dịch ở bên Trung Quốc, có thể là 5 tới 10 đồng. Nhất là những đồng mà liên quan tới mà bí mật giao dịch thì sẽ không có được chấp nhận, theo đó là ý nghĩa của Thượng hiện bây giờ. Và đây cũng là một trong những điều mà có thể dẫn tới cái sự tăng trưởng rất mạnh ở thị trường này sau này nếu như điều này xảy ra. Và một điều nữa là có thể xảy ra dẫn tới cái sự tăng trưởng mạnh là liên quan tới chính phủ Mỹ phải chấp nhận để mà cho giao dịch những cái quỹ đầu tư ETF liên quan tới Bitcoin chẳng hạn. Những cái quỹ này là những cái quỹ mà họ nhận tiền của những nhà đầu tư lớn và họ dùng tiền để mà mua Bitcoin, mua Ethereum chẳng hạn. Thì những cái quỹ đầu tư ETF này mới có thể thúc đẩy được cái sự phát triển của thị trường sau này. Và đây là hai điều mà nếu như xảy ra thì chúng ta có thể thấy được là cái giá trị lên cao, có thể là lên cái mức mà chúng ta thường hay nói tới là Bitcoin 30.000, 50.000 sau này. Và đây là điều mà Thuận đang tin tưởng hiện bây giờ, Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Một số bạn thì quan tâm tới đồng Ethereum Classic, thì đồng Ethereum Classic đã có một tin tức được đưa ra ngày hôm nay là họ vừa mới hard fork thành công. Họ đã hard fork là ở cái lock là 5900000. Thì cái hard fork này là họ chủ yếu để mà bỏ cái độ khó đào tự động chỉnh lên ở trong mạng lưới của đồng Ethereum Classic hiện bây giờ. Nhưng mà nếu mà không rành thì cái độ khó đào này có nghĩa là mỗi mỗi một thời gian nào đó thì cái độ khó đào sẽ tự tăng lên ở trên mạng lưới, làm cho mạng lưới khó đào hơn và càng ngày lại càng khó đào hơn. Đây là nằm ở trong lập trình của Ethereum, và lập trình này đã có trước đây rất lâu khi mà chỉ có một đồng Ethereum duy nhất. Thì lúc đó là chỉ có một đồng Ethereum duy nhất, và năm 2016 sau khi cái vụ mà tranh cãi rất là gắt gao giữa hai bên liên quan tới cái việc mà hệ thống DAO hay là dự án DAO lúc đó bị hack, thì cái cộng đồng của Ethereum đã bị tách ra làm đôi, và một bên là tiếp tục phát triển đồng Ethereum ban đầu bởi vì gọi là Ethereum Classic, một bên nữa là chia chuỗi và phát triển đồng Ethereum mới, nên đó chính là đồng Ethereum mà đứng hàng thứ hai chúng ta thường hay nói tới. Thì cái điều mà thường muốn nói tới ngày hôm nay là đồng Ethereum Classic, lý do tại sao họ muốn bỏ cái độ khó đào mà tăng lên tự động là tại vì họ muốn tiếp tục để mà giữ cái chế độ đào nghĩa là Proof of Work. Đồng Ethereum thì không muốn là tiếp tục để mà đào nữa, họ muốn chuyển qua hệ thống cổ phần hay còn gọi là Proof of Stake, cho nên trong thời gian tới đây là họ sẽ tiếp tục để mà giữ cái độ khó tăng lên này. Tôi nghĩ là càng ngày độ khó sẽ càng tăng đến một mức nào đó các bạn không thể nào để mà đào Ethereum hiệu quả được. Lý do tại sao họ cứ muốn cái độ khó tăng lên liên tục, tại vì đồng Ethereum muốn là khi mà họ đã chuẩn bị để mà chuyển qua hệ thống cổ phần thì tất cả những thợ đào đều chuyển qua hệ thống cổ phần hết. Tại vì lúc đó nếu các bạn có thể cố tình ở lại để đào thì cũng rất là khó khăn để mà tiếp tục đào, tại vì độ khó ngày lại càng tăng lên. Hay là chúng ta có thể gọi đó là một cái thời kỳ đóng băng của Ethereum, khi mà càng ngày mà cái cập nhật Casper càng tới gần. Thường sẽ giải thích rất rõ ràng về cái vấn đề này liên quan tới cái độ khó đào và cái thời kỳ mà đóng băng của Ethereum sắp tới đây. Thì đây là những điều mà các bạn cần biết liên quan tới đồng Ethereum Classic. Cuối cùng là tin tức liên quan tới một đồng mà mới được ra đời gọi là đồng Bitcoin Core, đồng BTCC. Thì đồng này ra đời là chủ yếu trước hết là muốn chọc tức Roger Ver. Các bạn đã biết là hồi tháng 8 năm vừa rồi khi mà có sự tranh cãi của cộng đồng Bitcoin thì cuối cùng cũng đã xảy ra việc chia chuỗi, và đây là việc chia chuỗi lớn nhất từ trước tới giờ là đã có Bitcoin và Bitcoin Cash. Và một trong những người mà ủng hộ Bitcoin Cash lúc đó chính là Roger Ver, và Roger Ver là hầu như là hàng tuần đều tấn công đồng Bitcoin bằng cách là lên trên mạng hay lên Twitter để mà nói xấu về đồng Bitcoin hiện bây giờ. Và vấn đề này thường không muốn nói về cái vấn đề đó, mà thường muốn nói là một trong những điều mà gây nhiều sự tranh cãi đó chính là nhiều người thì gọi Bitcoin Cash là Bitcoin Cash, nhiều gọi Bitcoin Cash là Bcash. Nhưng mà chúng ta biết là Roger Ver, mà người nào mà gọi là Bcash mà không gọi là Bitcoin Cash thì người này sẽ nổi điên lên. Cho nên đây là một điều mà trên trên cái ngành này ai cũng biết. Nhưng mà các bạn đã biết
là Rotavere không thích người ta gọi Bitcoin Cash là Bcash, nhưng mà Rotavere thì liên tục gọi đồng Bitcoin hiện bây giờ là Bitcoin Core. Tuy nhiên là không ai ngoại trừ Rotavere gọi Bitcoin là Bitcoin Core. Cho nên đây là một điều mà nhiều người cũng rất là phẫn nộ hiện bây giờ, tại vì Bitcoin chỉ là Bitcoin chứ không phải Bitcoin Core. Bitcoin Core là cái tên của cái phần mềm mà sử dụng để mà chạy Bitcoin chứ không phải là tên của Bitcoin. Bitcoin là Bitcoin. Nhưng mà vì lý do đó, một đồng đã tự hard fork và họ đặt tên cho họ là Bitcoin Core. Thì bây giờ chúng ta đã thấy được là bây giờ trên thị trường sẽ có ba đồng, là đồng Bitcoin Core, đồng BTCC, đồng Bitcoin hiện bây giờ là đồng BTC, và đồng Bitcoin khác đồng BCH. Và họ đặt cái tên này chủ yếu là muốn chọc tức Rotavere, tại vì mỗi một lần mà Rotavere nói về đồng hay là gọi đồng Bitcoin là Bitcoin Core thì đối với họ là Rotavere đang quảng cáo cho đồng của họ, tại vì bây giờ chúng ta đã biết là đã có đồng Bitcoin Core chính thức và đó không phải là đồng Bitcoin hiện bây giờ. Và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và đương nhiên là trước hết là họ muốn chọc tức Rotavere, nhưng mà thứ nhì nữa là nhiều người nói họ cũng rất là nghiêm túc. Họ đã làm cái ví điện tử của họ và đã có lập trình ở trên mạng GitHub hiện bây giờ. Nhưng mà đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này hay là những điều mà tôi mới vừa chia sẻ ngày hôm nay? Các bạn có comment thì cứ để phía dưới để tôi thấy được những suy nghĩ của các bạn. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video này. Một lần nữa nha, ngày mai Thuận sẽ không có video tại vì Thuận sẽ bay về Cali. Hẹn lại các bạn ngày mốt. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các bạn đừng quên nhấn cái nút like. Và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới cái video này. Tạm biệt các bạn.